Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại về kênh YouTube của mình. Và hôm nay đây trên tay mình đây có nhận được chiếc là iPhone 6 Plus, tình trạng là máy bị vỡ sọc kẻ màn hình thì của một bạn gửi về cho mình. Thì hôm nay đây thì là iPhone 6 Plus nhá, tình trạng bị sọc kẻ màn hình. Thì hôm nay mình sẽ làm clip coi như là thay thế và phục hồi lại chiếc cho chiếc iPhone 6 Plus cho các bạn xem nhá. Đây ạ. Thì đây thì mình quá trình chi tiết thì mình sẽ quay chi tiết rõ nét cho các bạn nhá, xem cách thay thế nhá. Đây thì mình sẽ tháo phần ốc đít cho các bạn nhé. Thì những cái này chỉ cần chuẩn bị hai ô tô vít thôi nhé các bạn nhé. Một con ốc đít này. Đây. Các bạn xem video mình thì hay, các bạn nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh, bật chuông thông báo có những video gì mới nhất đấy. Các bạn có thể là người xem đầu tiên các bạn nhé. Đây ạ. Con máy này mên miếc con mủng rất là đẹp các bạn nhé. Mên mủng con này khá đẹp các bạn nhé. Thì đây thì mình sẽ tiến hành là cáp, tháo cáp màn hình cho các bạn nhé. Mình sẽ dùng cái banh mình đẹp mình cậy chi tiết để ra dễ các bạn nhé. Và đây trên tay đây mình đã có chuẩn bị là sẵn màn 6 nút các bạn nhé. Thì mình sẽ tiến hành có như là test thử xem là vào trên là cái màn thì ok các bạn nhé. Đấy. Đấy. Như vậy thì mình đã test cái màn qua ok, nhưng mà quên con này thì mình không hỏi được mật khẩu nhé. Đâu là mình không cho cái màn hình sáng lên, nó hơi tối một chút nhé. Đấy, màn thì mình đã vuốt ok các bạn nhé. Tại vì mình nhập con này mình đã test một lần các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ tiến hành lắp thay thế sang các bạn nhé. Này. Và ở đây thì mình sẽ tháo các phần bộ chi tiết này ra nhé. Đây là phần cáp home các bạn nhé. Đây đỡ đơn home này. Ốc ấy mình sẽ để gọn ra các bạn nhé. Tại vì mình cũng vặn cũng quen rồi, đâm là các cái ốc này thì mình cũng không cần thiết cho lắm. Nhưng mình vẫn cứ để gọn cho các bạn để các bạn xem nhé. Đấy. Các bạn có thể là vào kênh YouTube của mình mua điện thoại của mình và xem mình sửa chữa điện thoại và thay thế điện thoại nhé. Cho bạn không thích mua thì bạn có thể thay thế các ok nhé. Và phần này là phần bo loa thì mình sẽ tháo phần bo loa để xem, để riêng ốc các bạn nhé. Đây loa trong này. Và cạnh này sẽ có một dàn ốc nhá, thì mình sẽ vặn ra các bạn nhé. Đấy, phục hồi như thế, rất là đơn giản các bạn nhé. Thì mình cũng làm quen thì mình đơn giản thôi, còn các bạn mà tự vọc vạch ra thì các bạn làm cũng rất là lâu các bạn nhé. Đây. Mình sẽ nhấc cái phần cáp này ra. Tại vì cái cáp này nó rất là quan trọng các bạn nhé. Cáp này là cáp vân tay nhé. Nhưng mà mình đứt có thể thay thế được các bạn nhé. Nó mới bị lỗi cái cáp này thì mình có thể thay thế được. Nhưng mà nội cái nút home thì mình không thể thay thế được các bạn nhé. Chẳng may tháo ra mà đứt ấy. Thì ở cái phần màn mới này thì mình sẽ là như là lắp vào đây. Mình sẽ để đây. Rồi mình sẽ chèn lên trên đi cho nó đỡ bùng nhau. Đây, mình sẽ đặt nôm đây, gồm cáp này vào nhé các bạn nhé. Mình sẽ lắp nôm vào các bạn nhé. Thì mình cũng đúng như ba vị trí vừa xong thì mình sẽ đặt ba con ốc này vừa xong vào đây nhé các bạn nhé. Đây. Các bạn có thể là xem clip của mình và thay thế vào vạch tại nhà các bạn nhé.
Nói chung là nhìn này bọn mình làm quen như này là dễ thôi. Chứ còn các bạn mà làm tháo ra lần đầu rất là tỉ mỉ khoai đấy các bạn nhé. Nói chung là làm cứ các bạn làm thôi, cứ chậm rãi cho mình nhé. Chứ không cần phải vội lắm các bạn nhé. Ốc đây dưới thì hơi ngắn, mình sẽ chuyển lên trên một chút. Đấy. Cái này nó sợ còn thiếu. Chỉ phải đẩy sang này ít. Màn hơi dày nên là phải hơi khó vặn các bạn nhé. Nè. Cuối cùng mình đã vặn nó vào. Dày với cả kính của nó ấy. Nó phụ thuộc vào nhiều cái kính của nó các bạn nhé. Kính nó chuẩn thì vào vặn vào được ngay. Ở cái phần tai này thì máy màn cũ nó đang thiếu một ốc thì mình sẽ tiến hành kiếm thêm một ốc nữa để vặn vào các bạn nhé. Đấy. Đấy, và nó cái phần bây giờ phần này phần loa ở đây thì có đã mang loa sẵn thì các bạn nhé, thì mình sẽ tiến hành bóc cái loa ra, ni lông của cái loa ra. Đấy. Và tiến hành ở đây nó vào đây. Đáng lẽ ở đây nó có sẽ có do nhựa nhưng mà con này không có nhé. Thôi thì mình không có cái do nhựa con này. Đấy, mình sẽ vặn vào. Đây mình làm video, mình làm chi tiết chậm rãi các bạn xem thôi. Còn bình thường mà mình ngồi thay không thì mình thay rất là nhanh các bạn nhé. Đấy. Mình sẽ tiến hành coi như là vặn tiến hành là vặn nấm châm thì không được hút cho lắm các bạn nhỉ. Mình sẽ xin đi nấm châm hút cho nó chắc. Tập này bây giờ cũng muộn rồi, mình đang buồn ngủ quá. Đây mình cố làm video các bạn xem này thôi. Đây cũng thiếu một ốc thì mình sẽ làm thêm một ốc nữa các bạn nhé. Đây. Đấy. Cáp cảm ứng trong cáp hiển thị này. Và đây là cáp vân tay nhé, và đây là cáp chuông loa camera trước này, và đây là cầm vân tay các bạn nhé.
Đấy, như đây. Thì mình sẽ phải tắt nguồn khởi động lại nhé, để cho máy đảm bảo các bạn nhé. Đấy. Như vậy quá trình là thay thế màn hình của mình đã ok các bạn nhé. Con này là khách thay màn zin các bạn nhé. Đấy. Đấy, như mình đã thay ok. Các bạn xem video mình thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh và bật chuông thông báo có những video gì mới nhất ấy, thì các bạn là người là xem đầu tiên các bạn nhé. Và xin chào và hẹn lại các bạn ở clip lần sau nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn nhé.